Đây là tiếng của con sóc bông. Sóc bông này là sóc bông thường nha anh em. Cái con trong màn hình á, anh em nhìn kỹ nha. Thì đây là tiếng của con cái nó đi tơ. Cái tiếng này rất là hiệu quả, không giống như mấy cái tiếng ở trên mạng anh em đau xuống. Những cái tiếng đó người ta xài rất là nhiều, với lại rất là nhiều tạp âm. Bản này là bản nó kêu nó đi tơ, cái kiểu nó kêu đến để giao phối, nó chịu đực đó anh em. Anh em cần file này thì liên hệ số điện thoại của Thuận trên màn hình để Thuận tư vấn và bán cho anh em file gốc. File gốc là không có bị chèn nhạc, với lại có giọng người nói vô nha anh em. Anh em liên hệ số điện thoại để biết thêm chi tiết nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đầy đủ hơn và không bị chèn nhạc vào, hãy liên hệ số điện thoại 0708252799 để gặp Thuận để được tư vấn thêm. Anh em lưu ý những bản nhạc có tiếng chim, trồn, sóc và các loại thú rừng nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đổi mới để tránh việc nhồm tiếng kém hiệu quả hơn hẳn những tiếng âm thanh bẫy mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh Săn Bẫy của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn.